Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng cụ hình gia. Thì hôm nay em lên cho anh em đó là hai cái mẫu khoan bê tông ba chức năng dùng pin của thương hiệu Amatun. Thì hai cái mẫu này là cái trọng lượng của nó là 2,5 kg chưa bao gồm pin nha anh em. Còn nếu mà kèm thêm pin nữa thì tùy vào cái trọng lượng pin, ví dụ như pin 4A thì thường nó khoảng 1 cân nữa, là cái tổng cộng cái trọng lượng mà của cái thân và kèm cục pin nó là khoảng tầm 3,5 kg ha, còn chỉ thân máy là 2,5 kg. Về cái kích thước của cái máy này, anh em có thể thấy này, cái chiều cao của cái máy thì đâu đó khoảng tầm 20 cm ha. Còn cái chiều dài của cái máy thì nó sẽ tầm khoảng là 30 cm. Đó, đây là cái mẫu máy nó cũng khá là nhỏ gọn. Hai mẫu này nó thì gần 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 nó giống như nhau nha anh em, nó không có khác nhau nhiều ha. Thì chỉ có điều là cái phiên bản này là phiên bản mới về của năm 2024, thì mới vừa về được đâu đó khoảng tầm vài ngày thôi. Còn cái phiên bản này là phiên bản gọi là lâu đời rồi của bên Amazon rồi. Thì hai con này nó về chức năng cơ bản thì nó cũng gần giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút xíu. Thứ nhất đó là về cái chỗ mà cái cụm búa này nè, thì nó có cái nước sơn nó sẽ khác một chút xíu ha, so với cái phiên bản cũ thì nó là sơn trắng. Thì cả hai nó đều sẽ có là màu 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 đen và màu 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 đen và màu nâu đỏ nha anh em, này màu đỏ nâu nhé đó. Nhưng mà cái phiên bản mới thì hiện tại là em chỉ có màu đen này thôi, còn cái phiên bản cũ thì em có màu màu đỏ này đó. Thì và cái mà cách để anh em phân biệt giữa hai cái phiên bản trước và sau của Amatun này á, của hai con không bê tông này, thì anh em có thể nhìn trên cái phần chỗ thân máy. Thì đối với phiên bản mới thì nó sẽ có thêm cái số 28 ở đây ha, thì tức là bên hãng họ báo là họ có nói là họ nâng cấp cái đường kính của cái bít tông lên, cái nòng của cái bít tông lên là 28 mm đó. Rồi thì về cơ bản chức năng của hai con này nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà về cái mức giá thì nó sẽ có cái sự chênh lệch nhẹ nha anh em. Đối với cái mẫu màu 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 đỏ nâu này á, thì giá của nó là 1.610.000, 1.610.000 là cho cái thân màu nâu đỏ. Còn đối với phiên bản màu đen mới này nè, có số 28 ở đây, thì giá của nó là 1.790.000 đó. Hai cái máy thì nó chênh lệch nhau nó 170.000 ha, thì tùy vào nhu cầu anh em thích mẫu nào thì anh em có thể lựa chọn thôi. Đó, đó là cái giá của bên hãng đưa ra ha. Còn khi anh em mua tại dụng cụ hình gia thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc. Đồng thời á, năm khách hàng đầu tiên mua cái sản phẩm này thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm đó là một cái đèn 15 10 12 bóng led 15W của thương hiệu Hukan nha anh em. Cái đèn này thì giá của nó là 175 ngàn. Đó, thì năm anh em đầu tiên mua ha thì em sẽ tặng kèm cho anh em cái này. Còn ví dụ từ anh em thứ sáu trở đi thì em sẽ tặng kèm cho anh em một cái cây thước dây của Hukan. Rồi, và giá này thì sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc. Rồi thì cái con máy này nó sẽ phù hợp cho ai sử dụng nó. Đối tượng sử dụng thì là chắc chắn là những anh em nào mà thợ thầy ha, làm những công trình có lẽ là công trình vừa và công trình tầm nhỏ, công trình vừa thôi. Đó, chứ còn này mà anh em đi cày cuốc dữ quá thì nó cũng sẽ chịu không nổi. Rồi, những anh em mà sử dụng cho gia đình thì không nên lựa chọn cái con máy này nha anh em. Tại vì cái chuẩn đầu của con này á, đó là chuẩn đầu gài ha, SDS Plus. Thì cái mũi gài này anh em ví dụ như ở trong gia đình thì thường anh em sẽ sử dụng một cái con máy đa năng, tức là vừa khoan gỗ này, khoan sắt, bắc bích, linh ta linh tinh đầy đủ. Còn riêng đối với con này thì đầu nó là đầu gài, nên là cái chuẩn của nó thì nó sẽ gọi là nó ưu tiên cho cái việc mà hỗ trợ khoan bê tông. Đó. À, nên là những cái mũi mà gắn vào con máy này thì đa số là cái mũi khoan bê tông nha anh em. Chứ còn mũi vặn vít rồi mũi ấy rồi sử dụng nó rất là khó so với con máy này. Đó, nên là cái đối tượng gia đình thì anh em bỏ qua cái mẫu này, chỉ dành cho những anh em thợ thầy thôi ha. Rồi, cái điểm khác biệt giữa con này đối với những cái con mà máy khoan động lực bình thường á, thì anh em có thể nhìn thấy này, đối với con mà khoan đầu đầu kẹp mà thì á, cái mũi nó sẽ cố định ha. Còn những cái con khoan bê tông này nè, anh em thấy cái mũi nó sẽ có sụp xịt như thế này, là do cái cấu tạo của cái máy khi mà nó khoan á, thì nó sẽ có cái lực đập nhồi ra nhồi vào, nhồi ra nhồi vào, giống như anh em dùng búa mà anh em đục vào cái đục á, thì như vậy thì nó sẽ phá bê tông, nó khoan nó sẽ được tốt hơn đó. Rồi, lưu ý ha, đầu này là đầu người ta gọi là đầu gài SDS Plus nha anh em. Rồi về chi tiết của hai con máy thì hai con máy này nó sẽ khác gì so với những cái mẫu mà cùng phân khúc trên thị trường. Thì anh em có thể nhìn thấy thì thường những cái con máy mà khoan bê tông hai chức năng dùng pin trên thị trường á, thì đa số là cái motor của nó là motor kiểu nằm nằm ngang ha. Nhưng mà riêng cái hai cái mẫu của Amatun này là motor này motor đứng. Và anh em thấy không, cái thiết kế của nó rất là gọn và đẹp ha. Đặc biệt cái mà điểm em thích nhất ở trong cái dòng Amatun này á, đó là cái chỗ giảm rung chấn này. Đó, anh em thấy không, thiết kế của nó là giảm rung chấn ở hai bên cả trên và dưới. Thì thường á,
Khi mà anh em sử dụng những con máy này thì cái độ rung của nó rất là lớn, tại vì nó cần có độ rung thì nó mới nhồi và nó phá vào được cái lớp bê tông hoặc là lớp vữa mà anh em cần phá đó. Ví dụ đục hoặc là khoan cũng vậy, nó có cái lực nó dội lại rất là lớn nha. Nên là nếu mà nó không có cái độ giảm rung như thế này thì thường thì khi mà anh em làm việc một cái thời gian dài thì cái tay của anh em nó sẽ cảm giác rất là ê và mỏi ha. Đây ví dụ như em giả sử như một cái tay cầm như thế này đi mà nó liền khối á, thì nó sẽ không có cái độ giảm rung, tức là bao nhiêu lực mà ở cái đầu này nó truyền về thì nó sẽ truyền hết vào tay cho anh em đó. Còn riêng đối với cái mẫu của Amatun á thì nó được một cái đó là nó sẽ có cái chỗ giảm rung trắng ở dưới đây đó, tức là anh em nhìn thấy này đó. Ví dụ như có cái lực nó đang hồi về đúng không, thì nó sẽ ngay chỗ này nó sẽ bị triệt tiêu hoặc là nó giảm bớt đi, nó giảm đi đáng kể, nên là cái chỗ tay anh em cầm á, nó sẽ bị đỡ đỡ hơn được rất là nhiều đó. Nói chung là cái này là nó sẽ bảo vệ cái sức khỏe cho người sử dụng. Ví dụ như mình sử dụng lâu đồ thì cái tay mình nó sẽ đỡ bị thoái hóa hay này kia mọi thứ. Nên là anh em nào mà quan tâm tới sức khỏe thì cũng có thể là tham khảo cái con này. Tức là mình làm nhiều thì mình cũng cảm giác cái tay mình nó sẽ không có bị đau và bị ê, thì có thể là tăng được thêm cái gọi là cái hiệu quả làm việc ha. Rồi kể cả hai mẫu nó đều có hết nha anh em, kể cả hai mẫu, mẫu trước và mẫu sau nó đều có cái giảm rung giảm trắng hết. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất của hai con này đó là cái chỗ cái bít tông này thôi nha. Đó, và cái để anh em phân biệt thì như em có nói thì cái số 28 này là anh em sẽ phân biệt được cái dòng máy cũ hay là dòng máy mới, và cái mã của nó cũng sẽ khác một chút xíu. Đối với cái mẫu cũ á, thì cái mã của nó sẽ là A3CN 28SM ha, 28SM. Còn đối với cái mẫu mới á, thì anh em sẽ nhìn thấy đây A3CN 285M. Nó sẽ khác nhau một cái là 28SM và một mẫu đó là 285M nha anh em. Và ở dưới này thì nó sẽ có cái số 28 và heavy duty ở đây, ở dưới đây. Rồi về thông số của hai con máy này, thông số thì nó giống hoàn toàn nhau luôn. Thông số của nó thì tốc của nó là 0 cho tới 4800 vòng trên phút. Cái thời gian bảo hành của cái con này đó là 8 tháng nha nè, 8 tháng ha. Nói chung là bên Amatun thì cái thời gian bảo hành của họ thì nó sẽ cao hơn so với ngoài những cái hãng khác cùng phân khúc một chút xíu. Rồi có tay cầm đầy đủ, nói chung là con này thiết kế cũng khá, nhìn khá là đẹp. Mẫu này anh em nhìn không, ở ngoài thị trường nó rất là mới lạ ha, và nó khá là đẹp nha. Đặc biệt là tất cả đều có cái chế độ là giảm rung trắng này, là rất là phù hợp cho anh em nè. Motor đứng ha. Rồi thì đây là cái dòng mà khoan 2 kg. Thì đối với những anh em thợ, ví dụ như là thường con này anh em sẽ khoan tốt ở cái mức mà mũi nó tầm khoảng 16 17 đổ lại ha. Còn ví dụ như là nó sẽ bền cho cái máy, thì thường á cái máy này, ví dụ như thông số của máy này họ đưa cái thông số là có thể khả năng khoan tối đa lên tới 28 mm. Nhưng mà thường tất cả các cái sản phẩm nào về cái dụng cụ điện và dụng cụ dùng pin thì anh em lưu ý là mình chỉ sử dụng đâu đó khoảng tầm 60 tới 70% cái khả năng tối đa của máy thôi, thì như vậy thì máy nó sẽ bền hơn. Còn ví dụ như lúc nào anh em cũng ép cái con này khoan ở cái mũi khoảng tầm 22 23 liên tục á, thì một thời gian thì tuổi thọ của máy nó sẽ bị giảm đó. Lưu ý ha, xài đâu đó khoảng tầm mũi 19 độ lại là ok, là anh em xài được cái máy nó sẽ bền và nó sẽ lâu. Rồi ở con máy này nó cũng sẽ có ba cái chức năng. Đầu tiên là chức năng búa và chức năng anh em sẽ lưu ý là cái đầu nó sẽ có chỗ này ha. Thì chức năng này là chức năng mũi khoan, thì sẽ dùng để khoan gỗ sắt. Nhưng mà anh em lưu ý là muốn khoan gỗ sắt thì một là anh em sẽ mua thêm cái đầu chuyển để chuyển qua cái đầu kẹp ba chấu, hai là anh em phải kiếm được những cái mũi khoan gỗ sắt cái chui nó là chui gài giống như thế này thì anh em mới khoan được nha. Chứ còn cái mũi này là chuẩn, nó là chuẩn SDF Plus ha, nhiều anh em không biết đường mua ra mua mũi linh tinh vào gắn sẽ không được. Rồi chế độ thứ hai đó là chế độ mà khoan khoan tường ha, khoan tường hoặc khoan bê tông thì anh em sẽ chuyển qua cái chế độ này. Rồi và chế độ thứ ba đó là chế độ mà gọi là chế độ đục riêng. Thì đối với con này thì anh em cũng nên hạn chế đục giùm em đó, nếu mà có đục thì chỉ đục tỉa nhẹ nhẹ thôi, chứ anh em lạm dụng quá thì cái tuổi thọ của máy nó cũng sẽ bị giảm nha. Rồi đặc biệt là những cái dòng máy khoan bê tông thì nó đều có một cái chức năng gọi là chức năng để xoay cái mũi đó. Đây là cái chỗ mà để anh em xem mũi nè, anh em nhích lên một chút xíu ha. Đây thì xoay mũi là tại sao mình cần xoay cái mũi ở đây, thì anh em lưu ý là ví dụ như trường hợp mà anh em mà xài mũi đục mà đục dẹp á, thì anh em phải xoay tới một cái gọi là cái góc nhất định để cho anh em dùng ha. Thì anh em sẽ chỉnh qua cái chế độ xoay này để anh em xoay, rồi sau đó xoay cái mũi phù hợp rồi anh em sẽ quay qua chế độ mà khoan
Khoan ha, rồi anh em khoan, đọc rồi anh em đọc thôi đó. Rồi giá ha, nhắc lại giá bán của hai con này thì hai cái mẫu này giá nó cũng sẽ có sự chênh lệch nhẹ nha, một cái mẫu cũ một cái mẫu mới. Cái điểm phân biệt thì anh em sẽ dựa vào số 28 ở đây. Giá của con màu màu cam này, màu màu đỏ nâu này á, thì giá của nó là 1.610.000. Còn giá của con màu đen này á, thì cái dòng mới và có số 28 trên cái chỗ cái thân máy này, thì giá của nó là 1.790.000, chênh lệch nhau 170.000 nha anh em. Rồi thêm nữa đó là khi anh em mua hàng tại Dụng Cụ Huỳnh Gia thì anh em sẽ được miễn phí ship trên toàn quốc. Em sẽ ship code ha, anh em nào anh em cứ nhận hàng kiểm tra hàng ok hết thì nhận và thanh toán giùm em. Rồi năm anh em đầu tiên mua cái con máy này, từ khi em lên cái video có thể mua máy màu cái máy mà 285 hoặc là máy 28 đều được tặng kèm cái đèn 12 led 15W này. Chỉ có năm anh em đầu tiên thôi nha, nói chung là kích thích cho anh em mua hàng. Rồi còn với những anh em mà từ anh thứ sáu trở đi thì em sẽ hỗ trợ tặng kèm cho anh em một cái thước dây này, giá là trên là bao ship ha. Rồi anh em nào mà muốn xuất hóa đơn thì em cũng cũng cứ báo em thì em bên em vẫn có hỗ trợ xuất hóa đơn cho anh em. Rồi thêm một cái nữa, cái này là giá chỉ bao gồm thân máy chưa bao gồm pin sạc. Nếu anh em nào muốn mua thêm pin sạc anh em có thể, đây ở đây là cục pin của bên Amactool, pin này là pin 4A ha, nhưng mà pin Amactool thì nó hơi giá nó hơi chát một chút xíu nha anh em. Đó, giá nó không hề rẻ ha. Một cục pin Amactool này á thì giá của nó sẽ là 895.000. Đó, anh em lấy thêm một cái bộ sạc thì giá của nó thêm 250 nữa, anh em cứ cộng vào giùm em. Nhưng mà khi anh em mua pin sạc kèm theo cái thang máy thì em sẽ giảm thêm cho anh em cái giá pin sạc là 10% ha. Rồi đó là pin sạc của Amactool. Còn ví dụ như nếu anh em thấy cái pin của sạc của Amactool giá nó hơi cao quá thì anh em có thể tham khảo giùm em qua dòng pin sạc của bên Deptong. Đó, thì hiện tại là pin sạc của Deptong giá nó cũng khá là hợp lý ha. Đây là cục pin 4A xe tăng ha. Thì một cái cục pin 4A xe tăng khi anh em mua kèm cái thân máy như thế này thì giá em sẽ hỗ trợ cho anh em là 650.000, đồng thời tặng kèm cho anh em thêm một cái bộ sạc S20. Đó, một bộ như thế này thì anh em sẽ cộng thêm 650.000 giùm em. Còn nếu anh em nào thấy cái cục pin 4A này xài có thể là nó nhanh hết quá, nó chưa có đủ thì anh em có thể cân nhắc dùng lên, nâng cấp lên cho em là cục pin 4A Plus, 6A Plus của Deptong hoặc là 6A EVE ha. 6A Plus hoặc 6A EVE thì giá nó đều bằng nhau. Thì hiện tại cục pin này, một cục pin 6A này tặng kèm cho anh em một cái cục sạc S40F là sạc nhanh 4.0. Đó, một bộ một pin và một sạc thì giá hỗ trợ cho anh em chỉ là 1.1 triệu thôi nha. Tức là anh em mua kèm thì một cái combo như thế này thì giá 1.1 triệu đối với anh em nào mà lấy thân máy màu màu xám ha. Còn nếu mà anh em nào mà thích màu đen màu xanh cũng có luôn, pin EVE hoặc là pin Plus nó cũng sẽ có màu xanh luôn, giá cũng là 1.1 triệu nha anh em. Thì đối với những con không bê tông này thì anh em nên giữ sử dụng pin dòng sạc cao và dung lượng lớn một chút xíu, tại vì những con này nó rất là ngốn pin và hao pin. Rồi thêm một điểm nữa thì những cái con hai cái con mà máy khoan bê tông của Amactool này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó để khoan rút lõi được luôn nha. Quên giờ anh em coi về cái chi tiết thông số của cái con máy này. Đó, anh em có thể nhìn thấy nè, đây là cái mã của cái mẫu mới ha, mã 285M là cái mẫu mà có số 28 trên cái thân máy á. Thì ở đây nó sẽ có tốc của nó nè, 1100 vòng trên phút và tốc độ min của nó là 800 vòng trên phút ha. Cái khả năng khoan tối đa của nó là 26mm nè, khoan bê tông á. Rồi khoan thép của nó là 13mm và khoan gỗ là 30mm. Nhưng mà anh em lưu ý là cái 26mm này là tối đa, nên là em khuyên anh em nên dùng ở mức tầm 10, khoảng 18, 19 độ lại là ok ha. Motor nó là motor rootless và tốc độ đập bú của nó là 4.800 lần đập trong vòng 1 phút ha. Lực đập của con này là 2.6 joule. Nó cũng bằng so với lực đập những cái con máy bê tông khác. Rồi, con máy này anh em nào mà đã sử dụng, đã trải nghiệm rồi thì anh em có thể là để lại comment bên dưới về những cái trải nghiệm của mình. Còn những anh em nào mà cần tư vấn thêm về cái những cái chức năng của con máy này hoặc là cần thêm tìm hiểu thêm chi tiết ở bên trong thì anh em cứ liên hệ giùm em qua số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình ha. Rồi anh em lưu ý là cái giá em báo ở trên clip này thì giá nó là thân máy chưa bao gồm pin sạc và cái giá hiện hành ha. Khi em phát hành ra cái video này, còn ví dụ như sau tầm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc là 5 tháng gì đó anh em liên hệ lại thì cái giá nó có thể thay đổi, có thể cao hơn hoặc là thấp hơn tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường hoặc là cái lô hàng của bên nhà máy đó. Tại vì em bán cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giá của nhà máy đưa cho em, giá bên hãng họ đưa cho em, chứ không thể nào mà ví dụ như có nhiều anh em sau 2-3 tháng hoặc là 5 tháng hoặc là 10 tháng anh em quay lại hỏi là ủa sao đợt trước đăng cái video này giá như thế này mà hôm nay lại bán giá nó khác. Thì anh em lưu ý ha, giá thịt cá thì giá gì nó cũng có sự biến động nhẹ hết, thì máy móc cũng vậy thôi anh em. Tùy vào lô ha, có lô bên hãng họ nhập được giá tốt hoặc là họ có chương trình khuyến mãi thì em sẽ có giá tốt cho anh em. Còn những cái lô họ bên hãng họ nhập giá cao thì
đồng nghĩa với việc em cũng bán sẽ cho anh em giá nó sẽ có sự chênh lệch chút xíu. Về cái phần quà tặng á, thì nó cũng sẽ có giới hạn nha anh em, tức là năm anh em đầu tiên thì sẽ có tặng đèn, còn những anh em sau thì có tặng thước, nhưng mà nó cũng sẽ có giới hạn ha. Đến lúc nào khi mà hết chương trình tặng thước thì nói chung là tầm ví dụ như anh em mua lâu quá 2-3 tháng sau anh em mới coi lại clip này thì có thể quà tặng này nó không còn nữa, có thể tặng thêm một cái quà tặng mới hoặc là hỗ trợ giảm giá gì đó, nói chung là tùy thuộc ha. Nên anh em cứ liên hệ thì em sẽ báo chi tiết. Rồi, anh em muốn mua thân máy hoặc là mua kèm pin sạc thì anh em cứ liên hệ vào Zalo giùm em nha. Rồi, cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại. Thêm một điểm khác biệt giữa hai cái con máy này mà em quên nói trong cái video, đó là cái con máy mẫu mới này ha, thì nó sẽ có thêm cái tính năng là anti kickback, tức là kẹt đĩa nó sẽ tự, kẹt mũi nó sẽ tự ngắt ha, còn cái phiên bản cũ này nó sẽ không có nha. Ha. Còn đối với cái phiên bản mới thì khi mà anh em xài á, nó bị kẹt đó, nó sẽ tự ngắt như thế này thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em khi sử dụng. Nói chung là anh em nào cần một con máy có mạnh mẽ và có tính năng an toàn thì anh em có thể lựa chọn cái con này, nó sẽ giá nó sẽ mắc hơn 170.000, còn nếu mà anh em nào không cần đến những tính năng đó thì anh em có thể lựa chọn con này giùm em. Rồi, cảm ơn em.